Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Chúng ta lại gặp nhau để cùng vui chơi, để cùng chiêm nghiệm, để cùng giải trí, để tìm thêm những năng lượng cho chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị đến với Chọn Đâu Cho Đúng. Và bây giờ tất cả sẵn sàng, mời đội chơi đầu tiên. Chào đội chơi đầu tiên, mời các bạn giới thiệu về mình. Con tên là Huỳnh Thị Thanh Hằng và rất vui được có mặt trong chương trình hôm nay. Mời thành viên kế tiếp. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh. Con tên là Hoàng Nam, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành quan hệ quốc tế của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào. Mời bạn. Con tên là Hoàng Ngọc Tina, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng đến từ trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Nào, mời bạn kế tiếp. Con là Đỗ Anh Đỉnh, là một sinh viên của trường Đại học Phu Tết. Con rất là vui khi đến đây làm quen với tất cả mọi người ạ. Đội các bạn tên là gì? Học giỏi. Yeah. Học giỏi. Học giỏi để giúp ích cho bản thân, giúp ích cho gia đình và giúp ích cho xã hội. Chúc các bạn học giỏi thiệt là giỏi nha. Đặc biệt là ngày hôm nay sẽ thành công trong chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội chơi thứ hai. Mời các bạn giới thiệu về mình. Dạ, tên đội của tụi con là Thông Minh. Và slogan hôm nay tụi con mang đến chương trình là Quyết Chiến Quyết Thắng. Xin chào quý chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Kim Tuyến, con đang học năm 3 tại trường Western Sydney Việt Nam. Con xin chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Mỹ Huệ, hiện con đang là sinh viên năm 2 của trường RMIT Việt Nam. Xin chào chú Quyền Linh và các vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thanh Tuyết Ngân và năm nay con đang là sinh viên năm 3 của trường Western Sydney University. Xin chào mọi người, chào chú Quyền Linh. Con tên là Phương Như, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Western Sydney Việt Nam. Và đội trưởng của mỗi đội là ai? Chúng tôi giới thiệu đội trưởng đầu tiên, đó là thục nữ, người có khả năng ghi nhớ 1.000 cuốn sách. Xin mời. Chào thục nữ. Đầu tiên thì cho phép con xin lời chào đến chú Quyền Linh, đến hai đội cùng chơi, đến quý vị khán giả đang trong đường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình ạ. Tại sao ta đặt cho mình một cái biệt danh là nhớ 1.000 quyển sách? Mọi người biết đến con bởi khả năng đó thông qua một cái cuộc thi. Sau đó thì cái biệt danh nó gắn liền với con luôn. Con có dự định là sẽ theo chuyên ngành chỗ hình ảnh và hy vọng là sẽ trở thành một bác sĩ tốt trong tương lai. Chúng ta sẽ gặp gỡ đội trưởng của đội Thông Minh, đó chính là đội trưởng Hà Việt Hoàng. Chào Hoàng. Lời đầu tiên thì cho phép con xin được chào chú Quyền Linh cũng như là tất cả các vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con là Hà Việt Hoàng, hiện tại con đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Mình đọc sách rất nhiều đúng không Hoàng? Thực ra con nghĩ là không ai có thể tự nhận là một người đọc sách nhiều được cả, nhưng mà con nghĩ là con là một người rất là thích đọc sách. Một vài lĩnh vực mà con cảm thấy tự tin nhất thì có lẽ là lịch sử hoặc là thể thao. Hôm nay hai đối thủ gặp nhau nha các bạn. Một bên mệnh danh là nhớ 1.000 quyển sách, một bên là Bách khoa sống. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta sẽ chọn xem mình thi trước hay thi sau. Đội này thích thi trước hay thi sau? Mấy đứa thi trước hay sau? Dạ thi trước ạ. Thi trước hả? Thế đội bên kia có chịu nhiều bên này không ạ? Lady first. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi đầu tiên. Đâu mới đúng, chiến thắng hay ra về tay trắng? Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn đến với vòng chơi đầu tiên của Chọn Đâu Cho Đúng. Vòng 1 được mang tên Đâu Mới Đúng. Chúng ta sẽ đến với đội chơi đầu tiên, đó là đội học giỏi. Đội học giỏi, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Nếu đúng thì học giỏi sẽ nhận được 5 triệu đồng. Với 5 thành viên ha, tất cả vào vị trí. Hãy hướng về những cái sắc kia.
ở đó sẽ có 5 đáp án, 2 đáp án sai, 3 đáp án đúng. Khi có đáp án rồi, chúng ta sẽ lắng nghe câu hỏi xem hỏi gì và mình chọn cho mình những đáp án đúng. Ít nhất các bạn phải vào 3 cái ô két sắt đó. Mời xem đáp án. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng. Câu hỏi như sau. Liên hoan phim châu Âu năm 2022 tại Việt Nam được tổ chức ở các tỉnh thành nào? Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng. Chúng ta có thời gian còn 30 giây nữa, bàn tính đi. Rồi vào những cái ô nào mình thấy là chắc chắn. Nhớ là phải giữ đội trưởng, nếu các bạn giữ được đội trưởng các bạn sẽ có cơ hội nhận được 10 triệu đồng nữa. Và Đà Nẵng là chắc chắn. Chạy đi, chạy đi. Bạn chạy vào ô đi các bạn. Lâm Đồng, hình Lâm Đồng, Lâm Đồng. Hà Nội, Đà Nẵng và Lâm Đồng. Ủa? Hà Nội, Đà Nẵng và Lâm Đồng. Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng. Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng. Em vào đâu? Đà Nẵng. 3, 2, vô đi, vô, vô. Tại sao mình lại lúng túng trong những giây phút cuối cùng đó? Con sợ con vô sai ô. Hai bạn mình sao mình lại vào ô đó? Theo con nhớ không lầm thì Hà Nội và Đà Nẵng là hai cái thành phố rất là lớn của Việt Nam. Và nếu con nhớ chắc chắn là Hà Nội và Đà Nẵng là đáp án đúng. Còn chỉ còn phân vân giữa đáp án kia thôi. Thì con thấy Lâm Đồng thì nó khá là mới, khá là lạ so với thành phố Cần Thơ và Huế. Cho nên là con nghĩ là cứ thử chọn đại xem sao. Bạn trai theo bạn phân tích thế nào? Tại sao mình vào ô đó một mình vậy em trai? Con chỉ bâng khuâng giữa hai đáp án là Huế và Lâm Đồng. Vậy thì thử vận may của mình xem sao ạ. Thành phố Cần Thơ cũng là một thành phố rất là nổi tiếng. Để xem. Mở. Một đáp án không chính xác đã bị loại. Chúc mừng các bạn. Bây giờ mình mở Lâm Đồng. Lâm Đồng thì lại có Đà Lạt nên em cũng phân vân thiệt. Chúc mừng Lâm Đồng. Một đáp án chính xác. Chúng ta mở luôn 3 đáp án Hà Nội, Huế, Đà Nẵng luôn nha. Chờ đợi, hồi hộp, căng thẳng, xem kết sắt có rơi xuống hay không, xem đáp án mình chọn có đúng hay sai. Chúc mừng cả đội chúng ta, 5 thành viên còn y nguyên. Chúc mừng đội chúng ta nhận được 5 triệu đồng ở câu hỏi đầu tiên. Đội mình cố gắng lên nha. Còn y nguyên 5 thành viên nha. Lo không? Căng thẳng không? Căng thẳng thôi, vô, bước vô. Căng thẳng hồi hộp. Phải trải qua những giây phút đó. Mà trong chương trình Chọn Đâu Cho Đúng đều là những giây phút đó hết. Vòng nào cũng căng thẳng hết. Vẫn là 5 đáp án. Mở. Cây lúa, cây ngô, cây mía, cây phi lao, cây đước. Câu hỏi chính xác là, mời các bạn, các loài cây nào xuất hiện trong lời bài hát Việt Nam Quê Hương Tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận? Cây lúa, cây ngô, cây mía, cây phi lao, cây đước. Hết. Hình như là có một câu cây là nào? Gió phi lao. Cây nào? Chắc chắn là có phi lao nha. Cây lúa. Lúa. Việt Nam Quê Hương Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đồng xanh lúa, có lúa nha. Chạy đi. Lúa. Chia vào các ô đi các bạn. Anh ơi, ai còn nữa? Là mình cũng thi. Nhanh lên. Vô. Phi lao nha. Mía, mía đi, mía đi. Hết thời gian. Ở đây có ai biết bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận không? Hoàng thử hát một vài câu coi. Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi,
có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Đỡ nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, gió phi lao. Đó, nhớ lại luôn. Có phi lao. Đó, có phi lao là có phi lao đúng không? Đúng rồi. À, thấy chưa? Biết bài hát nó cũng thuộc lại ha. Rồi, vậy là Hoàng đã hát có cái cây phi lao ở trong bài hát đó. Mà không biết hát đúng hay sai chưa biết. Sao hai cô gái vô cây lúa này? Dạ, con nghĩ cây lúa là thực cái thực phẩm mà được sản xuất chính ở Việt Nam. Cho nên là chắc chắn là nhạc sĩ Đỗ Nhuận sẽ tôn vinh cái hình ảnh cây lúa trong bài hát của mình. Cho nên là tụi con đã chọn ô này. Chính xác. Bây giờ chúng ta thử xem mở đáp án cây đước. Cây đước là một đáp án không chính xác ở câu hỏi này. Bây giờ mình mở cây phi lao coi có đúng như bài hát của Hoàng vừa mới hát hay không. Mở. Ba, hai, một, xuống. Chính xác, chúc mừng. Cây phi lao, sao em gái? Tự tin cây mía không? Dạ, vẫn tự tin. Tự tin hả? Tự tin thì mở. Đó. Chúc mừng. Bây giờ mình mở luôn cây lúa và cây ngô. 3, 2, 1, mở luôn. Xuống. Chúc mừng cả năm thành viên, xin mời. Chúc mừng các bạn. Trong bài hát có những câu hát như là nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, quốc phi lao gió thổi bên bờ, mía ngọt, chè xanh bông trắng lưng đồi. Đây là những cảnh quan phổ biến và thân thuộc ở làng quê Việt Nam chúng ta. Chúc mừng cho đội thông minh. Các bạn nhận được 5 triệu đồng. Như vậy là câu hỏi đầu tiên, hai đội đối thủ là ngang tài ngang sức. Mỗi đội nhận được 5 triệu đồng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho đội học giỏi. Mời các bạn nhìn thẳng lên cái sắt xem điều gì đang diễn ra. Một cái sắt đã ngưng hoạt động, có nghĩa là còn 4 cái sắt, trong đó có 4 đáp án, 2 đáp án đúng và 2 đáp án sai, càng ngày càng khó hơn. Các bạn chọn cho mình 2 ô nào mình cảm giác là đúng. Và nhớ, chúng ta vẫn cố gắng giữ đội trưởng để mình có giải thưởng là 10 triệu đồng. Mất đội trưởng mình sẽ mất 10 triệu đồng. Mời đáp án. Hạn chế hoạt động thể lực. Cắt giảm caffeine. Giảm muối trong chế độ ăn. Tăng cân. Cái này chắc bác sĩ nữ biết đây. Nào, câu hỏi là gì? Biện pháp nào sau đây giúp ngăn ngừa tăng huyết áp, hạn chế hoạt động thể lực, cắt giảm caffeine, giảm muối trong chế độ ăn và tăng cân? Hết. Tăng cân loại nha, loại tăng cân ra. Ok. Cắt giảm caffeine. Chúng ta còn 26 giây. Ok. Hai cái, hai cái. Được không chị? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Giảm muối và giảm caffeine. Hết thời gian. Hai bạn này mình theo ý kiến chủ quan của mình hay mình nghe lời của bác sĩ nữ? Dạ, thưa chú Nguyên Linh, là tất nhiên là phải có sự trợ lực từ đội trưởng và một phần cũng là từ ý kiến chủ quan của bọn em, là cắt giảm caffeine là một phần quan trọng chiếm hơn 50% trong giảm tăng huyết áp ạ. Còn hai người này đi theo bác sĩ hay mình tự nghĩ ra? Dạ, con tin tưởng đội trưởng của mình ạ. Dạ, con cũng 100% tin tưởng chị nữ ạ. Phải tin tưởng thôi, người ta nhớ ngàn quyển sách, người ta là bác sĩ luôn mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ mở xem tăng cân.
Chúc mừng. Đó là một đáp án không chính xác. Bây giờ mình mở cắt giảm cà phê. Xuống luôn. Chúc mừng. Bây giờ còn một đáp án đúng nữa, nhưng còn tới hai ô đặng. Hạn chế hoạt động thể lực hay là giảm muối trong chế độ ăn. Mình mở luôn hai đáp án. Hạn chế hoạt động thể lực và giảm muối trong chế độ ăn. Mở. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Bây giờ mình đến với đội thông minh. Xin mời. Vẫn là bốn đáp án như đội học giỏi. Mở. 2010, 2011, 2011, 2012, 2019, 2020, 2020, 2021. Chúng ta xem câu hỏi. Câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã giành được cúp C1 châu Âu UEFA Champions League trong những mùa giải nào? 12 và 2020, 2021 là cái thứ hai và cái thứ tư nữa. Cái thứ hai và cái thứ tư. 20, 21. Cái này không biết là anh Hoàng có nhớ hay không. Chelsea có ai? Dạ có Kai Havertz ạ. Vậy là cũng có biết ha. Quý Hoàng có rành về bóng đá nữa không? Thực ra thì bóng đá là môn thể thao yêu thích của con. Và đọc câu hỏi này thì con cũng khá là tự tin là con có thể đưa ra được đáp án đúng cho các thành viên của đội mình. Bây giờ mình mở xem 2010 và 2011 có đúng hay không? Đáp án 2010, 2011. Một đáp án sai. Bây giờ mình mở 2019, 2020 đi. 2019, 2020. Mở. Còn hai đáp án đúng và một đáp án sai. Xuống luôn. Yeah. Chúc mừng. Sao? Chúc mừng các bạn. Đội thông minh, các bạn nhận được 10 triệu đồng. Được, hai các bạn, hai đội các bạn chơi ngang ngửa nhau đó. Câu hỏi cuối cùng, nếu các bạn trả lời được, mỗi bạn sẽ nhận được 5 triệu đồng. Mời đội học giỏi. Một lần nữa mà các bạn hướng về kết sắt. Một kết sắt nữa ngưng hoạt động. Còn ba kết sắt có nghĩa là ba đáp án, trong đó một đáp án đúng và hai đáp án sai. Chúng ta phải tìm ra được đáp án đúng mà đứng vào đó. Mời đáp án. Bình Hà Long, hang Sơn Đòn, phố cổ Hội An. Câu hỏi như sau. Địa danh nào của Việt Nam được vinh danh trên trang chủ Google ngày 14 tháng 4 năm 2022? Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đòn, phố cổ Hội An. Hết. Chị nghĩ Vịnh Hạ Long thì nó cũng nổi tiếng khá là lâu rồi. Cho nên nếu mà mình vinh danh thời gian gần đây chắc không phải là Vịnh Hạ Long đâu. Sơn Đòn. Chị ưu tiên nhiều hơn vào hang Sơn Đòn. Sơn Đòn, Sơn Đòn. Tại sao mình lại chọn hang Sơn Đòn? Mình có nhớ điều gì hay không?
Dạ, thực ra thì con phân vân giữa Vịnh Hạ Long thì con loại đầu tiên, bởi vì Vịnh Hạ Long nó một cái địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam, mà trang chủ Google thì mới vinh danh vào tháng 4 năm 2022, thì có nghĩa là Vịnh Hạ Long nếu có vinh danh thì nó sẽ vinh trong một thời gian khoảng thời gian dài hơn trước đó. Hang Sơn Đồng thì cũng là một cái hang rất là nổi tiếng ở Quảng Bình, và nó là thuộc một trong những cái hang động dài nhất thế giới nữa, cho nên là con nghĩ Hang Sơn Đồng. Tại sao mình lại chọn phố cổ Hội An? Tại vì phố cổ Hội An là một địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Chính vì thế khi mà Google muốn quảng bá hình ảnh của mình thì họ sẽ chú ý tới việc là đưa những cái địa điểm nổi tiếng như vậy để quảng bá hình ảnh. Nên là con chọn phố cổ Hội An. Rồi bây giờ mình sẽ xem đâu là đúng đâu là sai nha. Bây giờ mình sẽ mở Vịnh Hạ Long. Một đáp án sai, có nghĩa là bây giờ chỉ còn một đáp án đúng và một đáp án sai. Hang Sơn Đòn và phố cổ Hội An, đâu là đáp án đúng? Chúng ta mở luôn. Tạm chia tay với hai thành viên tại phố cổ Hội An. Chúc mừng cho Hang Sơn Đòn. Kìa. Hình ảnh ai kia? Xin lỗi chị, xin lỗi. Con tin là chị nữ sẽ cứu được con. Yeah, cố lên chị nữ ơi. Chị nữ ơi, các bạn hãy cố gắng lên nha. Em với anh Nam đang rất là ổn, nên là em tin là anh chị sẽ cứu em nhanh thôi. Học giỏi, cố lên. Học giỏi, cố lên. Cố lên. Slogan của mình là gì? Có chị thục nữ, không lo thiếu chữ. Tạm biệt các bạn nha, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Đội chúng ta nhận được 15 triệu đồng. Câu hỏi số 3 dành cho đội Thông Minh. Xin mời. Mời chúng ta xem đáp án. Hà Nội màu tình yêu, Hà Nội đến để yêu, Hà Nội hoài niệm phố. Không, bây giờ ta xem câu hỏi thôi. Chủ đề chính của lễ hội du lịch Hà Nội 2022 có tên là gì? Hà Nội màu tình yêu, Hà Nội đến để yêu, Hà Nội hoài niệm phố. Hết. Liên quan đến tình yêu. Đấy, chủ đề chính của lễ hội du lịch Hà Nội nha. Năm 2022 với ta là gì? Chúng ta còn 20 giây, triển khai đi các bạn. Hai tim đi, 12 tim đi. 12. Ở đây. Ok. Hà Nội đến để yêu, Hà Nội màu tình yêu. Chúng ta còn 3, 2, 1. Có đổi gì không? Hết thời gian. Tình yêu đối với Hà Nội bao giờ cũng lớn cả. Đó là thủ đô, đó là trái tim của Việt Nam chúng ta. Nhưng chỉ có một đáp án đúng thôi. Đó là đáp án gì đây? Mình mở Hà Nội hoài niệm phố. Mình còn được chơi nha mọi người, mình còn được chơi nha. Hà Nội hoài niệm phố không phải là đáp án chính xác, nhưng thật ra cái từ này nó cũng dễ thương. Bây giờ mình mở Hà Nội màu tình yêu và Hà Nội đến để yêu. Hồi hộp, chờ đợi. 3, 2, 1. Hãy hướng mắt lên két sắt, coi nó có rơi trúng mình hay không. Chúc mừng cho ba thành viên Hà Nội đến để yêu. Rồi bây giờ chúng tôi kết nối với các thành viên còn lại. Nói gì đi. Ôi, không sao không sao, mọi người ở ngoài này sẽ cứu mọi người. Ở trong két sắt đó thấy thế nào? Thấy rất ổn. Nhưng mà con luôn tin tưởng vào anh Hoàng và con tin là mình sẽ được cứu. Con tin tưởng là anh Hoàng sẽ cứu được tụi con ra. Và với vốn kiến thức của tụi con thì
sẽ hỗ trợ anh. Anh Hoàng tiếp tục vào vòng trong. Không sao các em ơi, chỉ có những thứ quý giá nhất mới được ở trong két sắt thôi. Rồi, thôi nghỉ đóng chơi đi nha. Tạm biệt, chúc mình gặp lại. Chúc mừng các bạn. Các bạn nhận được 15 triệu đồng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua 3 câu hỏi với hai đội chơi học giỏi và thông minh. Thưa quý vị, trước khi đến với vòng 2 thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Chọn Đâu Cho Đúng. Chúng ta đang đến với vòng chơi thứ hai, cùng đối đầu. Ở vòng chơi cùng đối đầu này, chúng ta sẽ cử ra từng thành viên để bước vào ô két sắt. Mỗi thành viên sẽ có 15 giây để trả lời câu hỏi. Nếu thành viên này trả lời không được, két sắt sẽ rơi xuống và kế tiếp thành viên khác sẽ bước vào. Cứ như thế, chúng ta loại chừng nào mà hết những thành viên của đối thủ mình thôi thì thành viên còn lại sẽ là thành viên chiến thắng. Và chúng ta bước vào vòng 3 để chinh phục giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Trước khi đến với cuộc đối đầu thì xin mời hai đội chúng ta sẽ đến với vòng hồi sinh. Ai sẽ được giải cứu? Mời các bạn hướng về két sắt. Ai sẽ được giải cứu đây? Phần giải cứu bắt đầu. Chúc mừng đây đội của mình đi các bạn. Được trở về với đồng đội của mình cảm giác ra sao? Con sẽ lấy cái sự may mắn này như là tiếp thêm một cái nguồn động lực cho con để chiến đấu cùng với các đồng đội của mình ở vòng 2 này. Con cảm giác của cô gái đội thông minh. Dạ, con có cảm thấy rất may mắn khi được chọn và con cũng sẽ quyết tâm, quyết sức để giúp đỡ cho đồng đội của mình. Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng hai đội. Chúng ta sẵn sàng đến với vòng chơi cùng đối đầu. Mỗi đội chúng ta sẽ chọn cho mình một thành viên đầu tiên để cùng đối đầu. Trước khi các bạn đối đầu, tôi xin thông báo một tin vui để các bạn có thêm nhiều năng lượng ha. Còn thêm nhiều niềm vui nữa. Với đội học giỏi, chúng ta có 30 triệu. Cộng với sự có mặt của đội trưởng từ đầu đến giờ chưa bị két sắt nhốt lần nào, các bạn có 40 triệu đồng. Đội thông minh cũng thế, các bạn có 30 triệu cộng với 10 triệu của đội trưởng là 40 triệu. Chúc mừng. 40 triệu đã tiếp thêm sức mạnh các bạn rồi ha. Câu hỏi đầu tiên dành cho đội học giỏi. Bún tôm là đặc sản của địa phương nào ở Việt Nam? 15 giây bắt đầu. Chúng ta nhìn chữ đi, ráp chữ. Chữ chạy rất là nhanh. Bình Dương ạ. Chính xác. Chúc mừng. Đội thông minh. Bánh trung thu với hình bán nguyệt đặc trưng là của quốc gia nào? 15 giây bắt đầu. Chính xác. Thành viên của đội thông minh không trả lời được rồi. Chia buồn với đội thông minh. Chúng ta cử tiếp tục một thành viên nào. Okay. Rồi, mời chúng ta bước vào vị trí thay thế cho đồng đội của mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho đội học giỏi. Câu hỏi như sau. Nghịch Hà là tên gọi khác của con sông nào ở Quảng Bình? 15 giây bắt đầu. Sông Tiền Giang. Chưa đúng. Sông gì? Oh.
đó chính là sông Kiến Giang. Hãy cử một thành viên thay thế cho đồng đội của mình. Xin mời. Câu hỏi dành cho đội thông minh. Nguyên liệu nào thường được người Việt ưa chuộng sử dụng để nấu chè? 15 giây bắt đầu. Đường phèn. Chính xác, đường phèn. Câu hỏi dành cho đội học giỏi. Thành phố nào ở nước ta lọt vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 của tạp chí Time? 15 giây bắt đầu. Phố Hội. Đáp án là Phú Quốc. Thành viên tiếp theo bổ sung liền. Câu hỏi dành cho đội thông minh. Nhà văn nào đã từng thủ vai Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy? 15 giây bắt đầu. Kim Lân. Chính xác, Kim Lân. Nhà văn Kim Lân đã từng thủ vai Lão Hạc trong Làng Vũ Đại ngày ấy. Chính xác. Chúc mừng cho cô bé Na Tra. Mời đội học giỏi. Câu hỏi như sau. Loại lẩu nào của Cà Mau lọt vào danh sách top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2021? 15 giây bắt đầu. Lẩu mắm. Lẩu mắm, lẩu mắm. Lẩu mắm. Đúng rồi đó, nói lớn lên. Lẩu mắm ạ. Lẩu mắm gì? Lẩu mắm có nhiều lẩu mắm lắm. Rất tiếc. Lẩu mắm An Giang, lẩu mắm Kiên Giang, lẩu mắm Cần Thơ, lẩu mắm Tiền Giang, lẩu mắm U Minh. Và đây là lẩu mắm U Minh. Nào, mời bạn bước vào vị trí. Không sao, mình đã đọc cả nhớ cả ngàn cuốn sách mà. Hy vọng hôm nay bạn sẽ chiến đấu ấn tượng đây. Bây giờ trở lại với đội thông minh. Câu hỏi như sau. Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc được biết đến với tên gọi là gì? 15 giây bắt đầu. Mũ xanh, mũ ống xanh. Mũ gì xanh? Đáp án chính xác là mũ nồi xanh. Tiếp tục. Nữ ơi, cố gắng lên nha. Câu hỏi dành cho đội học giỏi như sau. Tầng khí quyển nào nằm gần nhất với bề mặt trái đất? 15 giây bắt đầu. Tầng đối lưu ạ. Chính xác. Trở lại với đội thông minh. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Loài hoa nào là quốc hoa của đất nước Thái Lan? 15 giây bắt đầu. Loài hoa nào là quốc hoa của đất nước Thái Lan? Khó. Muôn Hoàng Yến là đáp án chính xác. Mời người cuối cùng. Câu hỏi dành cho bạn nữ như sau. Các nhà khoa học đã khám phá cấu tạo bên trong trái đất bằng loại sóng gì? 15 giây bắt đầu. Sóng điện trường. Sóng địa chấn, sóng địa chấn. Chính xác. Sóng địa chấn. Đó, bây giờ tới Hoàng nè. Xứng tầm rồi đó. Câu hỏi dành cho đội thông minh như sau.
món ăn độc đáo nào được làm từ côn trùng của dân tộc Tày ở Tuyên Quang? 15 giây bắt đầu. Món ăn nào? Bánh trứng kiến ạ. Chính xác. Bánh trứng kiến. Bánh trứng kiến là món ăn truyền thống của người Tày ở Tuyên Quang từ bao đời nay. Người Tày vào rừng lấy trứng kiến, trộn thêm gia vị làm nhân. Vỏ ngoài là bột nếp nương dẻo gói trong lá vả. Chúc mừng. Câu hỏi dành cho đội học giỏi. Câu hỏi như sau. Nghề truyền thống nào của thủ đô Hà Nội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2021? 15 giây bắt đầu. Nuôi rắn là đồng tiền. Hết thời gian rồi. Đây là câu hỏi khó. Một đáp án rất là dài. Đó là đáp án nghề quỳ vàng bạc kiêu kỵ. Chúc mừng cho đội thông minh. Mình đang đi đến một cái vòng chơi thứ ba, có cơ hội nhận được 50 triệu đồng. Bây giờ mình gặp lại đồng đội của mình, xem các bạn sẽ nói điều gì với Hoàng đây. Cho chúng tôi kết nối với cách sắt. Em rất tự hào về anh Hoàng ạ. Và anh hãy cố gắng hết mình trong vòng cuối nha anh. Cố lên anh ơi. Tụi em sao ủng hộ anh. Dạ, với câu slogan của tụi em là quyết chiến quyết thắng. Em hy vọng anh sẽ dùng năng lực của mình để chiến thắng 50 triệu. Thực ra thì ở vòng vừa rồi thì mọi người có thể thấy rằng là anh là người ở lại cuối cùng, nhưng rõ ràng là những người góp công để loại đội bên kia là các em. Thế nên là anh nghĩ là ngày hôm nay thì chính các em mới đang là những người giúp cho đội mình có mặt tại vòng 3 này. Và anh sẽ cố gắng để có thể có kết quả tốt nhất. Hãy động viên Hoàng một lần nữa nào. Hoàng ơi, cố lên. Rồi, hẹn gặp lại ở giải thưởng cuối cùng 50 triệu các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Ngay bây giờ, của Linh xin mời quý vị chúng ta đến với vòng chơi quen thuộc, đó là Người Dạy Lào. Quyền Linh và Việt Hoàng chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chơi thứ ba. Chọn đầu cho đúng. Vòng chơi thứ ba được mang tên Được hay mất. Đây là vòng chơi rất là thú vị. Một là được 50 triệu, hai là mất tất cả. Nhưng mà mình vẫn còn 40 triệu ở vòng các vòng chơi trước cùng với đồng đội ha. Không lo lắng gì cả. Đây là vòng chơi phải quyết đoán, quyết liệt và phải thật nhanh, bởi vì chúng ta chỉ có 90 giây thôi. 90 giây trả lời cho 5 câu hỏi. Hy vọng rằng với những kỹ năng của Hoàng, Hoàng đọc sách nhiều, tìm hiểu nhiều lĩnh vực, Việt Hoàng sẽ chinh phục được giải thưởng 50 triệu ở vòng chơi này. Chúc Hoàng may mắn. Vòng chơi được hay mất, xin mời. Hoàng đã sẵn sàng. Sẵn sàng ạ. Vòng chơi cuối cùng được hay mất bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên dành cho Việt Hoàng như sau. Quốc gia nào sẽ đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027 theo quyết định của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á? Thời gian bắt đầu. Malaysia. Chính xác. Không có giây nào cả. Nhanh hơn đồng hồ. Bạn trả lời nhanh hơn đồng hồ, chưa kịp chạy luôn. Cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, tức là Hội đồng SEA Games, đã thống nhất Malaysia là chủ nhà SEA Games 34 năm 2027. Chúc mừng cho Việt Hoàng. Câu hỏi số 2. Theo Tổng cục Thủy sản, diện tích thả nuôi cá tra của Việt Nam đạt bao nhiêu nghìn hecta trong năm 2021? Bắt đầu. 30. Lên. 100. Lên nữa. 300. Nhiều. 3.000.
Lên. 300.000. Xuống. 200.000. Xuống nữa. 150.000. Xuống nhiều, xuống nhiều. 50.000. Xuống nữa. 50.000. Xuống nữa. 25.000. Nhiều lắm. 15.000. 7.000. 4.000. Lên. 6.000. Xuống. 5.000. Lên. 5.500. Lên. 5.700. Chính xác. 5.700 là đáp án chính xác. Câu hỏi số 3. Năm 1960, tại công viên Bách Thảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huy dàn nhạc giao hưởng trình bày ca khúc nào? Thời gian bắt đầu. Tiến quân ca. Không phải. Tiến về Hà Nội. Không đúng. Bỏ qua. Cho qua, dừng lại. Chúng ta đang dừng ở 49 giây. Câu hỏi tiếp theo. Việt Nam có khoảng bao nhiêu loài động vật trên cạn theo báo cáo quốc gia lần thứ 6 đối với Công ước Đa dạng sinh học 2019? Bắt đầu. 500. Lên. 1.000. Lên nữa. 2.000. Nữa. 4.000. Nữa. 10.000. Nữa. 30.000. Ít thôi, xuống. 28.000. Xuống nữa. 26.000. Xuống nữa. 23.000. Xuống nhiều. 21.000. 18 nữa. Nữa. 16.000. Xuống. 13.000. Xuống. 11.000. Xuống. 10.000. Lên. 10.100. Lên. 10.200. Lên. 10.300. Lên. 10.500. Lên. 10.700. Lên. 10.900. Chính xác. 10.900 là một đáp án chính xác. Theo báo cáo quốc gia lần thứ 6 đối với Công ước Đa dạng sinh học năm 2019, Việt Nam có khoảng 10.900 loài động vật trên cạn. Ôi, tôi cũng muốn rớt tim với Hoàng luôn ha. Tiếp theo, chúng ta còn 14 giây nữa. Câu số 5. Tính đến 2022, người phụ nữ Việt Nam nào đầu tiên chinh phục đỉnh Everest? Bắt đầu. Kim Nhã. Thanh Nhã. Tên. Nguyễn Thanh Nhã. Nguyễn Thị Thanh Nhã. Chính xác. Nguyễn Thị Thanh Nhã là đáp án chính xác. Chúng ta còn 3 giây. Wow. Câu hỏi cuối cùng. Bạn trở lại nha. Nhanh lên nào. Chúng ta có 3 giây. 3 giây đổi 50 triệu đồng. Nào, vỗ tay cho ủng hộ cho Việt Hoàng đi các bạn. Năm 1960, tại công viên Bách Thảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huy dàn nhạc giao hưởng trình bày ca khúc nào? Bắt đầu. Lên đà. Không phải. Kết đoàn. Chính xác. Biệt vời. Chúng ta chỉ còn có 3 giây thôi. Bạn đã trả lời ở câu giây cuối cùng. 3 giây đổi 50 triệu. 50 triệu thuộc về đội Thông Minh. Cảm giác Hoàng thế nào? Thực ra là tại vì những câu mà hỏi về số thì thực ra là con không có nghĩ gì hết á. Mà con hoàn toàn là dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi về về Bác Hồ và dàn nhạc. Và con chỉ biết đọc tất cả những đáp án mà con nghĩ ra trong đầu thôi mà. Tổng cộng ngày hôm nay, đội Thông Minh các bạn có 90 triệu đồng. Yeah. Chúc mừng các bạn, đội Thông Minh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến những giây phút hết sức là tuyệt vời. Và hãy đến với chúng tôi để cảm giác những không khí đó. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Chọn Đâu Cho Đúng được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Còn bây giờ Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau.